giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL đã quay trở lại. Những chiến binh dũng mãnh cùng tề tựu trong một giải đấu khốc liệt nhất. Sài Gòn Heat quyết tâm đánh bại mọi đối thủ giành chức vô địch ABL. Đón xem trận đấu đầu tiên giữa Sài Gòn Heat và Singapore Slinger lúc 17 giờ ngày 3 tháng 12 tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên saigonheat.com/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Tự hào bóng rổ Việt Nam.